chào anh em nhá. Hôm nay có một cái tủ cáp nó bị lỗi sợi ấy. Thì hôm nay sẽ cho anh em đi, sẽ có phương án xử lý cái tủ cáp như nào. Đầu tiên là tôi đang xoay cái bút từ cái hộp của mà nó không có tín hiệu rồi. Đây là tủ nhánh này. Tủ nhánh xoay xem đến đây không. Tủ nhánh này không có, không thông đến đây. Hả? Vâng. Nó không thông đến đoạn này thì anh em sẽ phải lần theo cái đường đựng cáp. Bởi vì ở đây là nó chỉ có đứt một tủ thôi á. Một tủ thì nó liên quan đến sợi thôi. Thì anh em sẽ xoay bút từ cái hộp mà bị mất lên trên cái bộ chia này. Nếu mà bộ chia không có thì anh em sẽ giật lùi về. Đấy. Từ cái bộ chia này nó có một cái tủ ở bên này. Nó hay bị lỗi sợi ấy. Có một cái mang sông là hay bị lỗi sợi. Có cái mang sông này hình như là nó bị lỗi sợi này. Đợt trước là hay bị ở đây này. Đợt trước bị dính một lần rồi. Ôi, nhưng mà đoạn này thấy như kiểu có vết xe ô tô ấy. Nếu mà nó thông qua hộp này thì chắc là bị ở đoạn này rồi. Tủ này không thấy có nha. Tủ này không thấy có, không biết do bút xoay hay như nào nữa. Tiếp nhá, đi tiếp cái tủ nó vòng. Đây anh em cứ giật lùi về thôi. Ở đây từ cái hộp cuối đi lên đây nó qua này, một tủ này, hai tủ này, ba tủ này, bốn tủ. Đến cái bộ chia là tủ thứ 5. Thì anh em lại phải đi vòng thêm tủ thứ 3 kia. Tủ thứ 3 mà không thông thì mình quay về, mình đảo sợi thôi. Có cái tủ mà tủ 27 hôm trước ấy, tủ 27 hôm trước là nó cũng bị đứt một lần. Tuy nhiên nó đảo sợi được rồi. Hôm nay không biết lại bị như nào nữa. Đứt một lần rồi thì tôi đã đổi sang cái sợi khác rồi. Và hôm nay là tủ bên cạnh cũng dùng cái quạt đấy là nó lại bị lỗi. Đấy,
lên một cái tủ ở trên kia nữa thì sẽ phân biệt là nó bị lỗi như nào. Từ tủ này đi qua cái hộp tủ vừa nãy anh em mình vừa mới đến đấy. Đây một cái tủ bên này, nó nằm ở trong trên đồi. Đây anh em nhá, nếu mà tủ này mà nó thông qua thì anh em đảo sợi thôi, đảo sợi cho nó nhanh. Không thấy có. Không thấy có gì anh em ạ. Không thấy đỏ, thấy điếc gì. Căng rồi. Alo. Vâng. Vâng. Sao đây em? À lắp ở đoạn nào? Ủy ban thị trấn à? Ok, thế vẫn lấy cái hợp đồng của em à? Hay là ok. Rồi thế anh vẫn lấy cái tên của em nhá để làm hợp đồng nhá. Ok. Rồi. Ban thị trấn. Bên kia không thấy có tín hiệu. À không thấy xoay quang đến. Quay lại cái tủ bên này, nếu mà tủ bên này có thì nếu mà cái tủ ở ngay đây có này thì có một cái tủ bên dưới này nữa. Nhưng mà tủ này thì chắc là không. Bởi vì cái này nó đã ăn theo cáp rồi. Nó ăn theo cái đường cáp rồi cho nên là nó không có vặt ra ngoài.
Vâng. Vâng. Anh ở đâu ạ? Không được anh. Hai đèn đỏ. Vâng, thế để mai em qua em xem nhá. Vâng, sáng mai em qua. Vâng. Vâng. Đây anh em nhá, cái hộp này là hộp gần nó này. Nó vẫn có. Đây vẫn sáng. Vẫn sáng trưng luôn. Thôi bây giờ đảo sợi thôi. Hôm trước là nó cũng một hộp bị rồi. Hộp này này, hôm trước đợt này hộp này bị này. Cam. Đảo sáng sợi. Ở bên này đang dùng sợi 8. Được. Gọi lắm thế nhỉ. Tôi phải dùng đầu phát để tôi nối, để tôi kiểm tra xem nó bị ở đâu đã. Đây, để từ sợi 8 này chuyển sang sợi 1.
cái hộp này sang hộp bên kia. À đến cái hộp bên kia là bây giờ nó không thông nữa. Tôi đổi sang sợi 1 anh em nhé. Chuyển sang sợi 2. Tôi chuyển từ sợi 8 sang sợi 2. Cái sợi 1 là cái tủ vừa nãy là có rồi, có tín hiệu. À nó không bị đứt. Thì đương nhiên là trong cái sợi 2 đấy thì nó cũng chẳng bao giờ bị đứt cả. Chưa đây giờ. Chưa anh em, máy đang lóc lạc xì nữa cơ. Rồi rồi. À mắt tới đó đây, vừa đang lát lòng đấy chưa xong cơ. Vâng. Rồi rồi. Anh có wifi hết. Có wifi bây giờ hết này. Hai mươi có wifi chưa? Hai mươi anh có wifi chưa chứ? Hay anh có wifi? Hai mươi anh cắm vào máy tính nhà hàng à? Họ cắm vào TV thế này. Rồi rồi. Đây,
thông ra đến đây. Đến đây sợi 8 là sợi nào? Đây, sợi 7. Đây, sợi đi này. Đến mày quên mang thang đi. Hai 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 mươi ba này. Anh em phải check đây nhá. Anh em xem nó là sợi nào để check tín hiệu nào. Nhỡ đâu lại cắt lại nhầm sợi thì lúc đấy bỏ mẹ. Đấy sợi. Đằng sau là 23, 24, 25, 26, 27. Anh em cứ bóp như này là nó sẽ mất tín hiệu này. Chính là hẳn, chính là sợi này.
Đây, hai sợi này. Xin chào. Chạy lại này, tìm bốn cái hộp, tìm bốn cái hộp thì sau khi mà đã tìm được là nó bị lỗi sợi ấy, thì tôi đã đảo từ sợi 8 sang sợi 2 và nó đã có tín hiệu lại rồi anh em. Rồi, nhà nào có tín hiệu ngon, tín hiệu âm 22,
bây giờ thì sẽ đóng sự cố thôi. Ở đây cái hộp tủ tủ này thì có mỗi hai nhà thôi. Tại sao lại phải dùng cái đầu phát? Bởi vì anh em chúng tôi một cái cụ, một cái huyện nó chỉ có mỗi một cái máy hàn thôi. Và hôm nay đi cũng không biết là nó bị đứt cam như này, cho nên tôi phải sử dụng cái đầu phát để nối tạm. Nên hôm nay thì mấy nữa thì mang cái máy hàn đi vào để củng cố lại thôi. Bây giờ cứ cho khách hàng lên dịch vụ đi đã. Mấy hôm nữa khi nào mà cầm máy hàn thì mang vào hàn luôn một thể. Hôm trước tôi cũng phải củng cố toàn bộ cái nhánh này, bởi vì nhánh này là thường xuyên là cái nhánh này là nó ở điểm nó xa nhất của huyện, cho nên khi nào mà cầm vào trong này ấy, thì nó cũng chả biết lý do như nào để mà cầm vào nữa. Cho nên khi nào cái có cầm máy hàn vào thì sẽ thực hiện củng cố tụ hai cái hộp cam này sau. Lúc 17 giờ 18, từ lúc 17 giờ 18 này đến 18 giờ 18, tròn 1 tiếng đồng hồ tôi đã đổi được cái sợi này. Đây là cái tôi solo một mình, nếu mà có hai người thì nó rất đơn giản thôi, một người xoay từ đầu bên này, người xoay từ đầu bên kia. Đó, mỗi người ở một đầu, mỗi người ở một tủ cáp thì xoay tín hiệu ra là xoay cái cáp quang ra là nó không thông ra đấy, là đảo sợi một cái là xong luôn. Nhưng mà ở đây solo một người ấy thì phải chạy đi chạy lại, vòng đi vòng lại đúng không? Ví dụ chỉ cần một người đầu bên kia thôi, xoay cái sợi bên này, đảo sợi là phía bên kia, là đảo sợi sang một cái là được. Nhưng mà đây có mỗi một người nên phải chạy đi chạy lại vòng tìm các kiểu. Thì một cái tủ cáp như này nó cũng xử lý khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên nếu mà anh em đi một người thì nó hơi lâu, nếu mà đi hai người thì cái xử lý nó không mất thời gian như này. Mình chạy đi chạy lại khá là nhiều, ít nhất phải 3 vòng. Bây giờ lại phải vòng tiếp lần nữa để đi lấy đồ.